Hi, xin chào các bạn, mà mình là Dealam và hôm nay mình sẽ quay trở lại với Overwatch. Thì thật ra thì Overwatch thì mình chơi rất là nhiều và kiểu như là mỗi tối đều mỗi ngày mình đều cố gắng mình chơi một vài ván giải trí vậy đó, nhưng mà mình lại ít quay, mình ít lại ít cái record cái game này thì nó hơi thiệt thòi cho mọi người khi mà không có coi mình chơi cái trò này. Cho nên hôm nay mình lại bắt đầu mình quay tiếp cái game này, và cũng là lúc mà cái con hero nó mới nó vừa được xuất hiện, đó là con Orisa, thì mình cũng muốn thử luôn cái con quỷ này nó làm sao. Bây giờ mình đang kiếm game và để chơi chế độ là competitive. Ok, rõ rồi. Thì mình chơi casual thôi cho nên rank của mình cũng khoảng 2000. Có đứa chọn rồi, đậu xanh. Ủa sao con này chọn không được? Nó chọn Orisa không được ta? Ủa nó tưởng cho mà tưởng là nó cho mình chọn chứ. Why I can't select Orisa? Justice will be done. Cook 'em, I'll cook 'em. À, có nghĩa là các bạn sẽ không được chơi con đó trong một tuần. Như vậy thì mình phải chơi ở Quick Play hoặc là cái gì đó thì nó mới có thể chơi được. Thử Quick Play coi. Cũng đúng thôi, tại vì người ta mới ra cái con này cho nên cũng chưa có biết là con nó sẽ thích nghi với trong đánh đánh rank như thế nào cả, lỡ mà gây vô một cái có thể gây sự xáo trộn ra. Cho nên chắc là người ta cho chơi thử một tuần để coi con đó nó mạnh yếu ra sao, xong rồi sẽ sửa đổi lại cho nó phù hợp với lại chơi cái chế độ rank. Còn bây giờ thì chúng ta cứ chơi Quick Play thôi, game found. Thì mình nghĩ là mọi người chắc là ai cũng vô chắc cũng bày đặt chơi thử cái con nó giống mình. Để xem là súng là 150 viên đạn. Ôi trời, đậu phòng sao chọn không được? À là có đứa chọn rồi. Play. Give me Orisa. Dreamer. Thằng quỷ này. Không chờ, không chơi. Justice will be Không cho thì mình không chơi, mình chơi cái khác. Tại vì cái đó là quick play thôi, có rock cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bộ muốn chơi được con đó cũng khó quá ha. Quick play là chỉ chọn được một con, không cho chọn trùng. Cho nên bây giờ vô chúng ta phải nhanh tay, chúng ta phải bấm được cái con nó ngay. Arriving at watch point Gibraltar. Đừng nói vô màn nãy nữa nha. Select your hero. Con này là của mình. Đây thì đây là những cái skill của nó. Chuột trái là bắn súng máy 150 viên hồi nãy mình thấy rồi đó. Và khi bắn thì nó sẽ di chuyển chậm lại.
UT là sẽ đặt ra một cái thiết bị mà có thể gây tăng đam cho các đồng đội xung quanh. E là đặt một cái khiên. Cái khiên này là khiên bất động chứ không thể nào di động được. Đó, đó là vậy. Rồi ship là chúng ta gồng cái tay trái lên để tạo ra cái bức tường năng lượng bảo vệ cho mình. Và cái cuối cùng đó chính là cái trục phải. Thì khi bắn cái cục này đó, nó sẽ hút những cái đứa xung quanh lại. Nhưng mà nó chỉ giật một cái thôi chứ không có không có lợi hại như là cái UT của Zara. Attackers incoming in 30 seconds. I'm ready to kill. Được đấy, chứ lần này chúng ta chỉ cho thử thôi mà. Ở thằng kia không chơi à? Còn thiếu một tay nữa. Viên, 150 viên đạn, bắn tốc độ khá là nhanh và chính xác. Mình đảm bảo là bên nó là sẽ có một con y chang như ngay mà. Chết đi. Giờ mình ăn máu quá coi, không ai bơm máu mà hay lắm. Bên có 5 người, thiếu người nữa. Bên nó còn còn. Rồi, nó dừng lại. Ghê không, con mình nổi lửa lên luôn. System restart initialize. Orisa này có 400 máu, trong đó có 200 là giáp. Rồi, tương đối ghê gớm. Ơi chết một, không lộn. Mấy thằng bồ đập hết rồi. Bên mình không có ai tăng luôn cơ. Trong khi bên nó chơi rất là độc đáo, các bạn thấy không? 2-2-2. 2 tăng, 2 attack với lại 2 bơm máu. Còn bên mình vô chơi Hanzo, Genji, Widowmaker hay lắm. Yeah. Fuck that. À, bây giờ mình có UT rồi, nhưng mà phải canh cái thời điểm thích hợp để ra tay. Ôi dồi, thua. Có vẻ như cái con này mai mốt sẽ là cái mục tiêu chính để cho con Ren nó ủi rồi, tại vì Orisa đi khá là chậm. Lại đây, lại đây, ôi hay lắm. Move back.
rất là nhiều đạn, bắn cực kỳ thoải mái, bắn hoài không thấy hết đạn luôn, và nạp đạn cũng tương đối lẹ nữa. Bắn nghe rất sướng tai ha. Cái khi này là có 900 máu và không biết là nó có thời gian đó, nó hết không. Nhưng mà để coi, nó có bị mất đi không? Đó, nó có bị mất đi nhưng mà cũng trong một thời gian khá là lâu á. Đứng đây đi các bạn ơi. Con này bắn đâu có thua gì bắt sinh nữa. Oh. Thấy mình dễ đèn là mục tiêu của Tracer quá. Một cái bom của Tracer gắn vô người thôi là nổ mạnh sát. Ủa tí. Oh yeah, trời nó bơm xa dữ luôn. Cái đó là cái ulti để bơm năng lượng, nó bơm rất là xa luôn. Và cũng trong thời gian cũng khá là lâu. Mình nghĩ chắc cũng khoảng 15 giây à, cỡ đó. Lùi lại bà con. Đã có một cái barrier cái này. Chết luôn nha bởi. Trong đây tụi nó có cái gì mà đông thế? Cái hit này nó cũng là một cái skill khá là lợi hại khi mà có thể bắt được mấy con bên địch. Rồi quên, nó giết hết mấy người bên mình rồi. Thôi xong, what the fuck. Cứu. Thôi quá trễ. Play of the game. Nói chung Orisa là một tướng phải nói là tăng cực kỳ hiệu quả, nhất là nếu mà có thêm một con Ren đi kèm là tuyệt vời. Thêm một con Ren nữa là chúng ta sẽ có hai cái khiên mà bọn nó bắn có mà tới mùa quýt năm sau mới xong. Rồi và chúng ta sẽ làm thêm một quán nữa trước khi nghỉ ha. Lẹ. Lần này chúng ta sẽ ở bên phe tấn công và cũng là cái bản map bản đồ cũ Westborn Gibraltar. Thấy bên đội bạn chơi có vẻ có trách nhiệm hơn rồi đó. Bên mình là Bastion, Reaper, hay lắm. Chưa có Healer. Healer please. Rồi
Và bên chúng ta bây giờ là có hai khẩu súng máy ớt lậu xanh. Thiếu người chơi cho nên nó bị kích ra đó mà. Đâu Orisa đâu. Để xem chúng ta xem rảnh rảnh mình vô mình coi mấy cái skin của nó nè. Coi skin vàng nhất cái này có vẻ gớm. Nhìn y chang như là một con bọ ngựa vậy ha. Rồi cái này giống như con trâu điên vậy. Này có hai loại, một con kiểu là kiểu bọ ngựa, một kiểu kiểu trâu điên. Ô trời, cái này ngộ nè, kiểu giống như là con robot cơ. Còn mấy cái này thì không có gì đặc biệt, chỉ khác nhau về màu sắc mà thôi. Classic thì nó vẫn màu xanh như thế này. Con ngàn à. Sao mình hở unlock luôn. À, unlock con bọ ngựa nè, con bọ đẹp nè. Equip luôn. Highlight intro. Chỉ bình thường thôi. Kiểu bình thường không có gì vui. Vô 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 có game rồi vô chọn lẹ. Hollywood. Welcome to Hollywood. Prepare to attack. Select your hero. Thì có mình vô là mình dành chọn à. Chứ mấy người khác thì vẫn vô bình thường. Cái là mấy đứa đó chưa có biết là mới có update con này. Đủ team rồi đó, có healer, có đàng hoàng rồi đó. Tank please. My primary function is to ensure your safety. Let's show them what we can do. Now show them. Thank you. Attack commences in 30 seconds. Hey now. Bắt sần đi sờ tanh nữa. Ý là nó nói là bắt sần là cái khi mà nó khóa ulti thì nó có thể là một chiếc xe tăng chứ. Sùng lắm đi đầu. Oh, chết nhanh vậy. Hay à, trên có hai con quỷ dưới bắn. System restart initialized. Bên mình có, ủa, con bát sinh nó đổi rồi, ngày đám bên nó chết hai đứa, đâu? Vãi. Rồi nó bắn đúng đao luôn á. Hai viên là chết, là mình đi chậm quá, mình không có cơ hội mình né nó luôn. Ráng cầm cự đi các bồn. Đấy rồi.
Bộ mình đâu? Cứu cứu. Không thấy ai heal mình hết. Personne n'échappe à mon regard. Cái con đó tuy là nó bắn mạnh nhưng mà nó đi chậm lắm cho nên nó dễ bị chết. Rồi cứu lúc mấy đứa luôn. Biến lẹ. Chạy mà được rồi. Cái này có thể bắt được mấy đứa chạy chạy được không? Racer. Không mà cung. Nó tới 900 máu rồi mình bán nó. Tốn thời gian gớm. Ủa nó bắn ở đâu vậy? Bắn gốc lắc cả trời. Con quỷ này bên nó nè. Bắn thấy ớn lạnh. Bầu cho mình đi. Thôi nó giỡn chứ bầu cho bạn mấy cái bạn chơi healer. Ok, và chắc là mình sẽ kết thúc video này tại đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào video lần tới ở một chơi compete. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.